Ho gà là một bệnh nhiễm trùng cấp tính ở đường hô hấp. Số trẻ mắc ho gà thường rải rác trong năm. Tuy nhiên, thời điểm hiện nay thì số trẻ mắc ho gà đến khám và điều trị tại các bệnh viện đang có xu hướng gia tăng. Và đáng chú ý là nhiều trẻ mắc ho gà khi chưa đến tuổi tiêm phòng. Khoảng nửa tháng nay tại Bệnh viện Nhi Trung ương, số trẻ mắc ho gà nặng có 40 trường hợp, trong đó có những bệnh nhi mới 1 tháng tuổi nhưng bị viêm phổi do biến chứng của ho gà. Đáng lo ngại, hầu hết trẻ đến viện trong tình trạng muộn hoặc trước đó được chẩn đoán nhầm với các bệnh lý khác như viêm đường hô hấp, viêm phế quản. Đến khi uống thuốc không khỏi bị biến chứng viêm phổi, thậm chí đã bắt đầu xuất hiện tình trạng suy hô hấp thì mới được đưa đến bệnh viện. Vì thế không ít trường hợp phải thở máy, có những trường hợp phải điều trị kéo dài hàng tháng. Ho gà ở trẻ nhỏ trong mùa đông xuân như hiện nay thường kèm theo các biến chứng viêm phổi. Trẻ dưới 1 tuổi mắc ho gà thì bệnh tiến triển rất nhanh, tỷ lệ tử vong lên đến 90%. Vì thế các bác sĩ khuyến cáo các phụ huynh cần theo dõi trẻ khi có những dấu hiệu ho, sốt nhẹ, đặc biệt khi trẻ 2 tháng cần tiêm phòng vaccine các bệnh bạch hầu, ho gà uốn ván, sởi, rubella tại các cơ sở y tế.